Hello anh em, hello mọi người nhé. Dạo gần đây thì có cái thông tin rất là quan, rất là nhiều anh em nó quan tâm đó chính là cái thông tin về cái mùa giải năm 2025 ở khu vực VSE của chúng ta sẽ sát nhập vào cái khu vực APAC này. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình này? Thì hiện tại ở trên trên cái này các bạn có thể nhìn thấy là mùa giải hai chúng ta vẫn còn rất là nhiều các cái khu vực lớn, khu vực Trung Quốc này, Châu Âu này, Hàn Quốc này, NA Bắc Mỹ này, APAC và Việt Nam với cả Brazil Latin đấy, đấy là các khu vực như là 1 2 3 4 5 6 7 7 8 khu vực các bạn nhé Nhưng mà từ mùa giải 2025 thì theo cái thông báo của xem thì họ chỉ còn có 5 khu vực thôi đó là khu vực Trung Quốc khu vực châu Âu Hàn Quốc uh, khu vực châu Mỹ châu Mỹ thì họ sẽ sát nhập cái khu vực NA lại lần tức là Bắc Mỹ với cả khu vực Brazil và Latin trở thành một cái khu vực và khu vực ở Việt Nam mình thì sẽ sát nhập vào cái khu vực APAC này và APAC này hiện tại họ đang gồm có 3 khu vực lớn ba à, khu vực bao gồm có PCS, LGL và LCO và PCS này là cái khu vực bao gồm có Đài Loan, Hồng Kông, Macau và một số nước khu vực Đông Nam Á như là Philippines các bạn nhé, một số nước khu vực Đông Nam Á và thứ hai là cái giải LGL của Nhật giải này thì các bạn cũng không lạ rồi đây là cái giải mà các bạn cũng khá là quen thuộc ngày xưa chúng ta đánh hiệu cũng quay cạc gặp mấy cái đội như là DFM rất là nhiều các bạn Và hiện tại thì cái gọi là cái cái số lượng đội tuyển của Nhật này nó cũng cắt giảm rất là nhiều các bạn nhé ngày xưa là 8 đội bây giờ chỉ còn có 6 đội thôi và tiếp theo là khu vực LCO LCO là khu vực châu đại dương các bạn nhé Ngày xưa LCO cũng là một cái khu vực có slot Ở vòng quay cả Nhưng hiện tại thì LCO đã sắt nhập vào Và đánh playoff cùng với cả VCS và LGL à, Và sang cái mùa giải 2025 ấy, Thì Việt Nam của chúng ta cũng sắp nhập vào đây Cũng sát nhập vào đây Thì về cơ bản thì Cái thông tin mà Rust Games họ đưa ra ấy, Đó là sang mùa giải 2025 thì chúng ta sẽ có 5 khu vực lớn thôi Bao gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu và APAC là châu đại dương bao gồm cả Việt Nam chúng ta ở trong này và khu vực châu Mỹ và cái slot đồng nghĩa việc là họ sẽ không còn cái vòng cái cái vòng kiểu như là cái vòng loại bên ngoài ấy, hoặc là những cái vòng như là quay cả các thứ vòng loại các thứ đánh vòng vòng play-in các thứ là nó sẽ không còn các bạn nhé và như vậy là nó sẽ chỉ đánh có vòng bảng chung kết thế giới nó chỉ đánh vòng bảng thôi các đội thì đến cơ bản là ngang hàng với nhau như vậy là APAC thì khả năng cao sẽ có 3 slot chung kết thế giới các bạn ạ và những cái gì mà nó khiêm thông báo thì có nghĩa là một mùa giải trong một năm ấy thì họ sẽ chia ra làm ba cái giải đấu của thế giới giải đấu đầu năm là cái giải đấu nó sẽ diễn ra khi mà năm cái khu vực lớn họ cử các đại diện đứng đầu của họ đến nói chung là cái giải MSI thu nhỏ đánh giai đoạn đầu năm tiếp theo là giải MSI ở giữa năm cái giải MSI giữa năm thì mỗi khu vực sẽ có khoảng hai slot và cái thành tích của MSI ấy, tức là hai cái khu vực có thành tích đứng đầu MSI sẽ được tăng thêm một slot nữa ở Chung kết thế giới ở giai đoạn cuối năm và giai đoạn cuối năm là giai đoạn mà các khu vực thường là sẽ có được 3 slot còn lại thì hai cái khu vực mà đứng có thành tích tốt nhất ở MSI á thì sẽ được cộng thêm 1 slot nữa tức là 4 slot cho hai khu vực thì nó tương tự như kiểu bây giờ các bạn nó tương tự như cái thế giới bây giờ thôi. Ok tiếp theo là cái phần tiếp theo mình đang muốn nói với các bạn và các bạn rất là nhiều các bạn đang tranh luận như vậy thì cái khu vực khi mà VSI của chúng ta mà sát nhập vào đây á thì nó là bước tiến hay bước lùi thì thực ra cá nhân bên tôi á với cá nhân mình các bạn thì mình không nghĩ là nó bước tiến hay bước lùi đâu các bạn chẳng phải là bước tiến bước lùi mà đây chỉ đơn giản là cái cái cơ cấu lại về cái hệ thống giải đấu của Rush Game thôi. Họ RAS Game họ đang muốn cơ cấu lại hệ thống giải đấu thôi các bạn. Và mình nghĩ đây là cơ hội nhiều hơn cho VZ chứ nó cũng chẳng phải là một cái gì đó bước lùi của VZ đâu các bạn ơi. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nhá, nó sẽ xóa bỏ cái cơ chế play in, tức là những cái vòng loại từ bên ngoài sau đó mới đến vòng bảng á, của chúng thế giới ạ Thì bây giờ các bạn biết là ngày bây giờ thì chúng ta đánh khu vực đài bây giờ thì đều đánh từ vòng vòng loại bên ngoài các bạn từ cái vòng ngoài tức là đánh cùng với các cái đội như là brazil rồi đã tính ạ trong đó thì chúng ta đánh với slot 4 của uh, hàn quốc và đánh với slot 4 của của châu âu và bắc mỹ sau đó chúng ta tranh slot đi vào vòng bảng thì thấy là nhiều khi chúng ta cũng có thể bị loại nhất tính ra như một đoài đài đầu năm trước chúng họ bị loại đấy chứ đúng không thì chính là bây giờ nếu mà cái cái việc cạnh tranh cái việc cạnh tranh trong khu vực apac này mà việt nam chúng ta mà có thành tích tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh ngang hàng đến trực tiếp vòng bảng luôn đánh các đội Đánh với các đội đến từ khu vực Trung Quốc, Hàn Quốc là chúng ta hoàn toàn có cơ hội để đánh làm điều đó luôn. Chỉ vấn đề duy nhất là chúng ta liệu có có cạnh tranh được với đài hay không. Câu hỏi lớn nhất bây giờ là có chúng ta có cạnh tranh được với đài hay không. Chứ còn mình nghĩ về cơ bản thì cái việc sáp nhập này tính ra nó đã mang lại cơ hội rất lớn cho chúng ta đấy. Thì là chúng ta có cạnh tranh được với đài hay không. Chứ còn trong cái khu vực này ví dụ các đội như là LCL, LCO thì mình nghĩ là cái cái mức độ đầu tư của họ trong liên minh hiện tại nó đã giảm xuống rất là nhiều rồi. Nó không giống như mấy năm trước nữa. À, còn chủ yếu chúng ta là cạnh tranh slot với đài thôi. Nếu mà trong trường hợp mà ba slot thì thế giới đi. Ba slot đến chút thế giới. Ấy, thì hiện tại bên đài mình vẫn nghĩ là họ là trong những đội có cái thực lực rất là mạnh rất là mạnh ít nhất là chúng ta phải phải phải, phải có được một slot trong cái thế giới đúng không còn nếu mà chúng ta đánh tốt hơn thì chúng ta có thể có hai slot thực ra cái việc mà chúng ta có từ một đến hai slot thì không khó đâu còn nếu mà chúng ta cái việc mà chúng ta có cả ba slot thì nó lại hơi khó cả ba slot cạnh tranh trước đài thì hơi khó nhưng mà nếu chúng ta có một slot đến hai slot thì tôi nghĩ là cái vấn đề này cũng không phải quá khó đâu các bạn Thế mình nghĩ là đây cũng không phải là bước lùi của 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 VCS mình đâu chỉ đơn giản là Rush họ muốn cơ cấu lại cái hệ thống giải đấu của của thôi ok đấy là cái ý kiến cá nhân của mình về cái việc mà sang cái mùa giải 2025 thì dự kiến là chúng ta sẽ sát nhập lại là sát nhập vào cái khu vực APAC bao gồm có cả Đài Loan Nhật Bản và Châu Đại Dương ok còn ý kiến các bạn như nào các bạn hãy comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận cảm ơn tất cả anh em nhé